Xin chào cả nhà, mình là Thu Hằng đây. Hôm nay mình quyết định làm một cái gọi là video Thu Hằng Vlog. Tại sao mình làm cái video này ạ? Bởi vì là hôm nay giai yêu nhà mình đang đòi đi bắt cua, muốn trải nghiệm đi bắt cua. Bắt được một con rồi ạ. Đi đã bị bắt được một con nhưng mà bị kẹp vào tay, thế là giật mình bỏ con cua ra. Nghĩ ra được rằng là con cua này số nó thoát. Thế chứng tỏ rằng là mình không có số bắt cua. Nên là quyết định ra về về nhà mua cua ăn. Đi trải nghiệm vậy là đủ rồi, biết lồi đồng rồi ạ, và biết bắt cua rồi, mò trong hang bắt được một chú cua để trong cái xô rất là to. Và cũng đã biết được bị kẹp đau như nào, bị cua kẹp nó cặp đau như nào, chưa chảy máu xít nữa làm sao được. Rất là tiếc, thế nhưng mà qua đấy mới thấy được rằng là không nên bắt con cua. Con động vật nào nó cũng có cái ý là nó luôn luôn bảo vệ mình. Ngay cả con người chúng ta cũng mong muốn được tự bảo vệ mình. Do đó là từ mai rồi đi là không có bắt cua nữa. Mua cua về ăn hay mua cua về ăn, chỉ nghĩ là ăn thôi chứ không có nghĩ là sát hại cua. Quyết định tới nay em không sát sinh, không không Bi sẽ không sát sinh, không đi bắt cua nữa. Đấy, em lại bảo là em chuyển sang đi câu cá. Nhưng mà câu cá thì lại móc những cái lưỡi câu vào mồm con cá, cũng tội nghiệp nó. Thôi quyết định là ra về, không bắt cua và không bắt cá gì nữa. Lội đi đồng cho nó mềm cái chân rồi về. Thể hiện một tí. Đi lội thoải mái đi, lội quanh đây đi rồi đi về. Và đặc biệt nữa là hôm nay lần đầu tiên em xuống đồng và em đi dép xuống đồng. Em mang theo đôi dép xuống dưới đồng. Nhưng rất may là đôi dép đó là đôi dép đã rách. Nên tí nữa em cũng xin để lại. Thôi nha, tạm biệt nha. Tạm biệt chưa? Bùn bắn lên tận mồm rồi đúng không? Được ăn cả mùi bùn rồi đúng không? Chưa. Thôi về cho mẹ đi việc đi. Bùn vào chân cho nó trắng ra. Mẹ thì đã trắng lên, đang là da nâu như da trâu, đã thành da da đã trắng lên được một chút, nhưng mà vì con muốn trải nghiệm cuộc sống của đồng quê, vì anh là trai làng chính gốc mà. Mẹ đã phải giơ cái mặt ra ngoài đồng. Đấy, con nhện kìa, con nhện kìa, con kìa, đừng bắt nó. Đấy, con nhện nước ấy. Hả? Bố! Thôi đứng đây xem bố cuốc đất, cuốc cỏ. Mai đi cuốc cho ông bà. Mẹ là thành phố chính cống nhưng mà mẹ lại cũng có thể gặt được, có thể cấy được. Nên là con được sinh ra ở nông thôn nên là... Ông bắt được con nào? Bắt được đúng một con. Nó kẹp vào tay con giật mình em bắn đây.
uống nước đi con. Thôi đừng bắt nó tội con. Con rửa tay đi, rửa tay luôn ở nước đấy, rửa chỗ trong trong ấy. Đừng rửa vào chỗ bẩn. Rửa chỗ trong ấy xong rồi vắt hớt hớt những cái nước lên trên tay rửa bùn đi. Rồi tí ra ngoài kia rửa. Không hớt lên tay mình ấy. Ông ạ. Xong chưa? Đi về chưa? Chưa. Ôi tí. Em không bắt được cua nhưng em bắt được một rổ ốc đưa vàng cho ông bà nội. Để vứt đi. Để vứt đi cho ông bà nội, cho ruộng của ông bà nội đỡ bị ốc ăn sau này. Mấy đứa trong mùa sau của ông bà mà được mùa ấy, không bị ốc ăn ấy là nhờ công bi ấy. Kia là trai làng chính cấu. Đó, đấy, đấy mới là trai làng. Đó. Còn đây là trai làng đã bị lai. Tí muốn nó biết nó đau kiểu nào ấy, ra ngoài ấy, ra ngoài chợ mua cái cua sống này hay là nhờ bà ấy cho tay vào đấy thử. Anh hai làng tôi. Anh hai nhà tôi. Anh rất là chăm chỉ ạ. Ngoài giờ đi dạy học về là anh thường xuyên đi làm đồng. Làm cỏ. Quốc ruộng. Ôi, có cua bắt được con nè. Hằng đang mua tiếp. Hằng đang định làm kênh YouTube với tên là gì Vi? Vlog. Cái gì vlog? nó bảo là nở vlog. Tức là chí phèo thì lở thời A còng. Thời đại 4.0. Đó. Ơ anh Thuấn ơi, không đi ủng vào. Anh Thuấn. Không đi ủng vào những cái vết chân ấy, nó bùn nó vào nó nhiễm trùng chết. Cô chân lúa ạ. Mẹ bảo đi bắt cua mà đi xe máy thì bắt làm sao được. Đi bắt cua chứ có phải là... Có phải đi xe máy xuống ruộng đâu. Đâu. Thôi về được chưa con? Chưa. Thôi tí về bố nha, mẹ đi về nha. Nắng lắm rồi. Cháy hết làn da bánh mật của mẹ. Làn da đen hôi ấy. Đen đi cũng cứt xong rồi. Rồi ạ, ông ơi. Đến thành à. Cái màu đen cầm. Ông hai thật đấy. Đấy, con táo hay luôn ý. Thôi đi về, mẹ lên bờ đây. Con cứ ở dưới đấy mà đứng bám vào người mẹ bẩn hết quần áo mẹ. Bỏ mẹ ra. Uống nước đi con. Vi vứt dép lên trên kia. Không đi nữa. Xách xô về. Vứt xong thì ô nhiễm môi trường à? Để đấy tí vứt, bỏ trong túi bóng tí về vứt. Bỏ vào. Không, mẹ không xuống nữa. Ơ hay phải xách xô lên chứ con. Xuống. Rắn ở đâu ra mà rắn. Không. Không có rắn.
Không, mẹ không cho về nhà. Xuống đi, xuống lấy đi con. Làm gì có rắn? Đồng ơi, làm gì có rắn con? Chết hết rắn rồi. Từ ngày họ phun thuốc sâu, thuốc ốc là chết hết rắn rồi. Thấy cái bát ốc kìa. Đi con. Thấy cái bát ốc kìa. Không. Có con vịt nó bắt rồi. Có vịt bắt rồi. Con ở vịt nó mò nó bắt ốc đấy. Làm gì có suất cho bi bắt. Cái mày xuống bên lấy rồi đi. Thì mẹ mẹ mò mồm thì mẹ. Nhanh mẹ. Mò mồm ở đấy hâu cho vịt. Nhanh con, mẹ bảo được. Xuống lấy đi. Xuống bắt đấy. Bắt đi. Không không bắt nữa. Con vịt nó đã tranh chỗ ra, con vịt nó còn đang ăn như kia, tức là nó còn cua còn ốc, còn chỗ mà không có con vịt nữa, tức là hết rồi, vịt nó ăn hết của con rồi. Con bắt được một con là cũng là siêu cao thủ đấy. Thôi hả? Ừ thì đi ấy đi. Xuống lấy đi. Sao con này, con cầm thì con phải có trách nhiệm cầm lên chứ, làm việc phải có trách nhiệm chứ. Con. Có thật đâu con.